Đội mũ bảo hiểm đã trở thành quy định bất buộc đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện. Tuy nhiên, hiện nay trên các tuyến đường giao thông nông thôn ở Diễn Châu, tình trạng người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vẫn còn xảy ra khá phổ biến. Chợ Nho Lâm, xã Diễn Thọ là trung tâm buôn bán sầm uất của người dân 6 xã vùng Nam Diễn Châu, nên các tuyến đường tại đây người đi lại khá đông. Tuy nhiên, điều đáng nói là thi thoảng mới thấy một người đi xe máy đội mũ bảo hiểm, còn lại là đủ các loại nón mũ chỉ có tác dụng để che nắng. Lý do mà người dân nông thôn vi phạm luật an toàn giao thông biện hộ cho mình khá phổ biến, đó là đi một đoạn đường ngắn. Có chứ, thì đi ra đường thì phải chấp hành cái nội quy của là luật an toàn giao thông, thì thường xuyên đội mũ bảo hiểm. Những cái trường hợp đột xuất mà mình đi vội hoặc là cùng đi tỉ là loanh quanh ở gần xong thì mình chủ quan không đội. Tại các xã vùng biển, tình trạng người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm cũng khá nhiều. Xã Diễn Bích có khoảng 40 tuyến đường liên thôn liên xã. Khi mà đô thị hóa ngày càng nhanh thì những con đường làng cũng đã không còn an toàn. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người tham gia giao thông bằng các phương tiện xe máy điện, xe lôi. Tuy nhiên, người dân vẫn còn khá chủ quan với đội mũ bảo hiểm. Mặc dù chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Nếu mà người khi tham gia giao thông mà đi xa ấy, thì bà con chấp hành đầy đủ cả, tức là mũ nón thắt dây an toàn rồi đội mũ bảo hiểm là không thì ai cũng chấp hành, nhưng có một số thì ở đây cái Diễn Bích thì đất chật người đông, có một số bà con là cũng đưa hoa quả rau quả về bán tại gia đình, có một số người cũng chưa được tuân thủ, thường thường là lén lút là đội không đội mũ ra mua rồi đi về. Mặc dù các lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp, như từ đầu năm đến nay, Ban An toàn Giao thông huyện Diễn Châu tặng miễn phí trên 1.500 mũ bảo hiểm, phối hợp tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền trực tiếp và rất nhiều buổi tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về luật giao thông tại vùng nông thôn. Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Diễn Châu đã triển khai 229 ca tuần tra, lập biên bản xử lý 1.351 trường hợp vi phạm, trong đó có tới 644 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, tình trạng không đội mũ bảo hiểm tại các khu vực nông thôn vẫn diễn ra phổ biến, đòi hỏi nhiều giải pháp quyết liệt hơn. Trước tiên thì là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, trên đặc biệt là cái hình thức tuyên truyền trên loa truyền thanh của thôn xóm. Mặt khác chỉ đạo về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là xử lý các cái lỗi, các hành vi là nguyên nhân để gây ra cái tai nạn giao thông, tuần tra lưu động tại các cái địa bàn nông thôn và vùng ven biển và xử lý nghiêm các hành vi không đội mũ bảo hiểm. Theo thống kê, trung bình mỗi năm Diễn Châu có khoảng 25 người chết, 25 người bị thương vì tai nạn giao thông, thì trong đó có khoảng 30% là do không đội mũ bảo hiểm hoặc mũ không đạt chuẩn. Vì vậy, việc chấp hành đội mũ bảo hiểm không chỉ là trách nhiệm của ngành chức năng, mà cần hơn hết vẫn là ý thức người dân nông thôn khi tham gia giao thông.